hôm nọ con có một ý niệm khởi lên về việc tại sao ma vương ba tuần là kẻ quá mạnh không phải là kẻ cầm dao kiếm búa gậy hù dọa mà là kẻ nắm giữ quá nhiều móc câu sinh linh nào ma vương ba tuần cũng câu được cũng kiếm được mồi để câu được và việc tu hành là, là, là lần lần từ bỏ từ từ cắt bỏ những mỗi cái móc câu đang móc vào cuộc đời kiếp sống của mình. Nhưng con đồng thời, đồng thời con lại khởi nên ý niệm khác là Phật Bồ Tát cũng có nhiều pháp môn tu để dẫn dụ chúng sanh tu hành. Phật Bồ Tát cũng dùng móc câu để dẫn dụ chúng sanh. Con suy nghĩ như vậy có đúng không? cái um, cái việc đầu tiên đó là cái gì dạ yeah. à, gọi là giải oan cho ma vương ha giải oan cho ma vương cụ thể là ma vương ba tuần à, vị này đó là cái vị đứng đầu cõi trời tha hóa thứ tại và có cái trách nhiệm gọi là cai quản cai quản chúng sanh ở cõi dục tức là quý vị bố thí mà vương ba tuần ấy ủng hộ quý vị giữ giới mà vương ba tuần ủng hộ quý vị hành thiền ma vương ba tuần ủng hộ quý vị làm tất cả các thiện pháp ma vương ba tuần ủng hộ chỉ cần đừng có ra khỏi tam giới là đủ rồi nghĩa là sao à, nó giống như là một cái đất nước một cái đất nước anh sống trong cái đất nước đó anh giàu hay anh nghèo thì anh đều là người ở trong đất nước đó chim miễn làm sao anh đừng có vượt biên trái phép anh ra nước ngoài rồi là xong nha thì ma vương ba tuần cũng vậy đó do cái trách nhiệm và bổn phận à, khi mà ở cái chức vụ đó đó cho nên là sẽ ngăn cản những người Giải thoát giác ngộ Tức là trong cái Trong cái bước cuối cùng Mà họ chuẩn bị họ giải thoát giác ngộ đó Thì Ma Vương Bao Tuần mới xuất hiện đó mà cản Cũng giống như một người mà vượt biên à, Thì người ta cản Ở biên giới chứ người ta không, không ai mà cản Ở khi ở trong nước thì Không ai cản nha à, Cũng vậy đó Mình tu hành mà lèn èn á sẽ nói tu hành ấy Mà lèn èn à. á Uh, chưa tới cái chưa tới lượt ma mà, mà vương ba tuần uh, nếm xỉa gì tới mình đâu nha thành ra đừng có đổ thừa người ta tội nghiệp nhưng mà ma vương ở trong phật giáo đó nói về nhiều loại chứ không phải là mình chỉ có cái ma vương ba tuần thứ nhất là cái ngũ uẩn ma tức là cái tấm thân này nè mình bị giới hạn bởi tấm thân này thành ra là mình phải làm việc để mình nuôi nó và mình phải chiều theo các nhu cầu của nó và mình bị giới hạn bởi nó cho nên bản thân nó là ma bản thân nó là ma vương đấy nhé yeah. cái thứ hai là uh, các cái phiền não mà tức là gì những cái ô nhiễm những cái phiền não của mình ấy chứ không có một cái ông không có một cái ông ma vương nào ở ngoài đâu mà chính là những cái suy nghĩ xấu ác của mình ấy. những cái phiền não của mình ấy. những cái ham muốn hưởng thụ những cái suy nghĩ hại mình hại người nha những cái sự lười biếng sự giả dị đấy rồi sự nghi ngờ sự băn khoăn đó là ma vương của mình đấy đừng có đổ thừa bên ngoài đừng có đổ thừa bên ngoài thành ra mình nhìn một cái món ngon cái dục của mình nó tăng trưởng móc câu nào ở đây không có ông, ông ma vương ba tuần ông không có ngồi ở đó mà ông đưa ra cái mồi câu đâu là tự các cái dục nhiễm của mình ấy mình không có khả năng kiểm soát thì mình đừng có đi mình đổ thừa và cái ma vương thứ tư đó là tử thần tức là sự chết cái sự chết chứ không phải là có một cái vị thần một vị thần chết nào ở đây hết trơn mà nó là sự chấm dứt sanh mạng nha à, cho nên mình hiểu mình hiểu hết rồi nói về cái pháp môn mà gọi là phương tiện thì phải nói là rất nhiều người rất nhiều người à, uh, hiểu sai và lạm dụng cái từ phương tiện quý vị để ý đi những bài kinh mà đức thế tôn hướng dẫn chúng sanh ấy, đưa đến giác ngộ giải thoát á. kiểu gì thì kiểu đức thế tôn cũng chỉ ra bản chất của thế gian này và con đường đưa đến sự chấm dứt khổ không đâu nằm ngoài 37 phẩm trợ bồ đề tức là uh, ngũ căn tứ niệm xứ tứ chánh cần tứ nhĩ túc ngũ căn ngũ lực thức giác chi bát chánh đạo không chạy đâu ra khỏi mấy chỗ đó và đức thế tôn nói đó thì nói về nhân quả nghiệp báo để chúng sanh thấy cái gì cần phải làm và cái gì không cần phải làm đó là tùy theo mỗi người mà đức Thế Tôn có cái cách tiếp cận khác nhau nhưng mà mục đích cuối cùng của mỗi bài kinh đều đưa đến một mục đích là cho chúng sanh thấy được cái sự khổ khi mà dính mắc vào các dục và chỉ có sự chấm dứt cái sự dính mắc vào các dục đó mới chấm dứt khổ mà con đường đưa đến sự chấm dứt các dục đó là việc thực hành 37 phẩm trợ Bồ Đề Mỗi một bài kinh tùy mỗi đối, đối tượng khác nhau Đức Thế Tôn sẽ nói một cái cách khác nhau Nhưng mà những cái cách đó, đó đều nằm trong 37 phẩm trợ Bồ Đề Ví dụ như uh, Có bài kinh Đức Thế Tôn khuyên lại hãy thực hành uh, Tứ Chánh Cần Có bài kinh Đức Thế Tôn khuyên hãy thực hành uh, Thức Giác Chi có bài kinh đức thế tôn khuyên hãy thực hành bát chánh đạo có bài uh, bài kinh đức thế tôn khuyên hãy thực hành cái uh, okay, cái gì tứ niệm xứ nha hoặc là đức phật nói về 12 hai nhân duyên chứ không có một cái bài kinh nào mà đức thế tôn tế độ người ta bằng ca vũ nhạc kịch rồi mình lôi mấy cái đó ra mình nói rằng đó là cái pháp phương tiện thì không có Hoặc là Đức Thế Tôn chưa bao giờ, chưa bao giờ uh, Mình nói là đi làm tường thiện Để làm cái phương tiện để cho chúng sanh giác ngộ giải thoát Chưa bao giờ có chuyện đó rồi cũng chưa bao giờ Đức Thế Tôn phải mở một phòng mạch, mở phòng khám để phương tiện giúp chúng sanh chưa bao giờ có. Mà bây giờ mình bày ra mấy thứ đó rồi mình nói là phương tiện thì phải nói là mình rất là lạm dụng, rất là lạm dụng cái 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 từ ngữ này và mình đã hiểu sai, mình hiểu lệch đi rất là nhiều còn um, các cái chúng sanh tìm cầu giác ngộ đó, các chúng sanh tìm cầu giác ngộ trong các kiếp quá khứ sư uh, phải nói sư thích dùng cái từ chúng sanh tìm cầu giác ngộ hơn là bồ tát, bởi vì khi mà nói chúng sanh tìm cầu giác ngộ đó, quý vị hiểu họ là ai, quý vị hiểu các vị đó là ai, chứ còn mình dùng cái từ bồ tát, quý vị cứ nghĩ là họ là những cái vị mà đang bay lơ lửng ở trên trời không mà các chúng sanh tìm cầu giác ngộ đó Trong ừ. những kiếp Mà họ tu tập Và các vị đó hướng dẫn Người khác tu tập ấy, Được ghi lại trong kinh tạng Thì Không nằm ngoài việc Khuyến khích chúng sanh giữ giới Và bản thân vị đó, đó Là một vị giữ giới Hoặc là thực hành Sự nhẫn nại à, Hoặc là vị đó Thực hành thiền định hoặc là vì đó thực hành hạnh bố thí đấy ừ, tức là tất cả các cái việc thiện nhưng mà không có cái kiểu như mình không có cái kiểu hiểu như mình à, bây giờ thì mình đẩy cái bồ tát lên làm một cái những cái kiểu là phải lơ lửng ở trên trời đó, rồi biết 72 phép biến hóa Ờ, rồi phải ban cho cái chúng sanh cái này ban chúng sanh cái kia ờ, nghe nghe kêu để mà cứu khổ cứu nạn thì mình đã đẩy cái 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 ý nghĩa ban đầu đi quá xa nha Tuy nhiên nó có một cái trường hợp mà sư sư nghĩ là quý vị nên xem đó là ngoại lệ tại sao sư nói là ngoại lệ à, bởi vì đức thế tôn người thực hiện là đức thế tôn nhớ nha người thực hiện là đức thế tôn và ngài biết mình đang làm cái gì và ngài biết và ngài đưa chúng sanh đi tới nơi tới chốn có nghĩa là sao trường hợp à, cái người em À, cùng cha khác mẹ với ngài tức là ngài Nanda đà đó ngài đưa ngài Nanda đà đi lên các cái cõi trời ngài Nanda đà thấy à, tại vì ngài Nanda đà khi xuất gia mà vẫn còn nhớ thương cái người vợ ở nhà đức thế tôn mới đưa ngài Nanda đà lên cõi trời để nhìn thấy các cái cô tiên nữ rồi à, khi mà xuống Ngài nên Đà nỗ lực tu để được ở chung với mấy cô tiên nữ ở trển rồi các vị tỳ kheo thì chọc ghẹo tức là vị này người ta tu để giải thoát còn ông này tu để giống như tu để được gái thì vị nghề nên đà mới hổ thẹn và nỗ lực thực hành các cái bổn phận của sa môn và sau đó vị này chứng đắc đào quả nhưng mà quý vị nhớ nha cái người thực hiện là đức thế tôn ngài biết ngài làm cái gì và khi ngài làm như vậy nó đưa đến kết quả như thế nào tức là mọi chuyện nó đều nắm trong lòng bàn tay của ngài và ngài giúp ngài nam đà là ngài giúp tới nơi tới chốn chứ không phải như mình mình bày ra ba cái trò trò thì bây giờ nó đủ thứ trò hết trơn mình bày ra đủ thứ trò mình gọi nó là phương tiện mình gọi nó là phương tiện rồi mình bày ra mình không có dẹp ai dẹp thì dẹp mình chỉ có trách nhiệm mình bày chứ mình không có trách nhiệm dẹp nó khác hoàn toàn nó khác hoàn toàn để rồi nó đưa cái nền phật giáo nó vào một cái mớ hổ lốn bởi vì mạnh ai nấy bày mạnh ai nấy bày ra cái phương tiện mà họ chỉ có trách nhiệm là họ bày biện ra thôi chứ họ không có trách nhiệm dọn dọn là chuyện của người khác đấy Uh, thành ra là mình phải hiểu đúng cái chữ phương tiện nha hiểu đúng cái chữ phương tiện nha chứ còn mình lợi dụng nó thì cho cái mục đích riêng tư thì thôi sư không có nói